Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 5, tập 1. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 49, luyện tập trang 61. Bài số 1, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Người ta hãy cho một cái hình, cái bảng A, B. Như vậy A là người ta họ cho cái cột này, được, cái cột này. B người ta họ cho cột này, được không? Người ta yêu cầu là A cộng B thì có nghĩa là hai con này cộng lại với nhau, à, được đáp số. Rồi bài này cũng là B cộng A, à, thì A cộng B và B cộng A nó giống nhau vì lý do nó có tính chất vô hoán, cho nên kết quả nó giống nhau, được không? Rồi này chúng ta sẽ cộng lại. Bây giờ chúng ta mấy em chưa rành, mấy em cứ lấy cái nháp là nháp à. Thay thầy nháp, thay thầy nhẩm luôn. 4 nó cộng cho 6 là 10. Viết 0 ta nhớ 1. 8. 8 với lại nhớ bây giờ này nó 3, 1, 4 nữa. 8, 12 viết 2 ta nhớ 1. Nào. Như vậy đây hai số rồi. Ta xả hạ xuống. 6 với 2 là 8. 81 nhớ là 9. Yeah. Rồi B, B cộng A thì B đứng trước 2,36. Ta cộng cho 6,84 cộng A bằng 6,40 không nhớ 1. 8,42 với 2 nhớ 1. Nhớ phải hạ xuống. 89 giống nhau thì thôi. Rồi cái này A cộng B, A là 20,65, ta cộng cho 17,29 bằng, ồ viết quá chỗ này còn ít. Rồi 5 ta cộng cho 9 là 14, viết 4 ta như 1. 6,28 với 1 là 9, chứ phải hạ xuống. 7 bước 0 là 7. 3. Rồi B trước là 17. Phải 29. Ta cộng cho A là 20. Phải 65. Bằng 9 bước 5, 14. Cái 4 ta như 1. 6,2,8,9 cho phải hạ xuống. 7 cộng 0 là 7. 3 cũng giống nhau thôi, được không? Rồi, người ta yêu cầu gì đây? Nhận xét A cộng B cũng bằng B cộng cho A. Nè. Người ta hỏi gì đây? Phép cộng các số thập phân có tính chất vô hoán khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng của chúng vẫn bằng nhau. Tổng của bài số 2. Tính rồi thử lại. Người ta làm gì đây? Có nghĩa là hai cái này cộng cái này trước, ghi này trước, cái này ghi sau, còn thử lại là cái này lật ngược lên lên trên, cái này xuống dưới thì kết quả nó cũng giống vậy thôi chứ không có đi đâu hết. 6 ta cộng 9 là 15. Viết 5 ta nhớ 1. 3 cộng 6 là 9. 9 với 1, 10 không nhớ 1. Chứ phải hạ xuống. 5 với 4, 9 với 10. Rồi bài này. 6 ta cộng cho 9 là 15. 5 ta nhớ 1.
6, 3, 9, 1, 10, 0 như 1. Chứ phải hạ xuống. 5, 4, 9, 1, 10. Nó y chang nhau à. Qua trang tiếp theo. Câu B. Cộng đầu thử. 6 ta cộng 5 là 11, viết 1 ta nhớ 1. 8 hạ xuống. 7 ta cộng cho 9 là 16, viết 6 ta nhớ 1, 9. Được. Rồi thử lại thì chúng ta sẽ lật cái con 9,75 lên trên. 9,75 lên trên. Rồi chúng ta đặt là cái phải đây này, nè. Số 7 và số 8. Đây này khuyết cái hàng chục. Con này là 06. Đó. 06. Rồi, chúng ta cộng. 5 ta cộng 6, 11, viết 1, ta nhớ 1. 7, 1, 8. Số phải thì ta hạ xuống. 9 ta cộng 7 là 16, viết 6, ta nhớ 1. 8, 1, 9. Y chang nhau vậy thôi, không có khác gì hết. Bài này câu C. 8 ta cộng 7 là 15. Viết 5 ta như 1. 8, 6, 10, 8 cộng cho 6, 14 với 1 là 15. Viết 5 ta như 1. Rồi phải hạ xuống. 10, 15. Viết 5 ta như 1. 7. 9. Rồi, lật ngược cái con số 69,68 lên. Chứ phải cái kia chứ phải ta đặt giữa, không? Cái kia là 87. Cái kia là 905. Rồi, chứ phải thì chúng ta phải đặt thẳng hàng nha. Không đặt thẳng hàng là sai á, đặt phải đặt thẳng hàng nhau. Rồi chúng ta cộng 8 cộng 7 là 15, viết 5 ta nhớ 1. 6, 14, 5 nhớ 1. Phải hạ xuống. 10, 15, 5 nhớ 1, 7, 9. Giống nhau nè. Bài số 3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30,63 m. Chiều dài hơn chiều rộng là 14,74 m. Tính chu vi của mảnh vườn đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tính cái chiều dài rồi mới tính được cái chu vi nè. Chiều dài. Chiều dài mảnh vườn đó là chiều rộng là 30,63. Chiều dài là hơn chiều rộng là 14,74. Rồi cộng lại. Mấy em lấy giấy nháp rồi mấy em nháp nha. Thầy nhẩm. 3 ta cộng 4 là bằng 7. 6 cộng 7 là 13. Viết 3 ta nhớ 1. Hạ số phải xuống. 5. 3, 4. Cái 5 mét. Được. Rồi, bây giờ chúng ta có chiều dài rồi. Có chiều rộng đây rồi. Rồi chúng ta tính chu vi. Rồi, chu vi mảnh vườn là chúng ta lấy chiều dài, chúng ta cộng chiều rộng và chúng ta nhân cho 2, được không? Rồi, dài cộng rộng hoặc là rộng cộng dài gì cũng được. 30,63 ta cộng cho 45,37, đóng ngoặc lại ta nhân cho 2 bằng. Hôm nay rườm rà quá, thầy bấm máy tính luôn cho nó nhanh gọn ha. Cộng cho 30,63
À, mình bấm máy tính luôn cho nó nhanh là 152 máy. Đáp số 152 máy nào. Mấy em cộng hai cái này lại rồi nhân 2 ha. Nhân 2. Bài số 4. Tìm số trung bình cộng của hai số này. Được. Rồi, trung bình cộng. Rồi chúng ta lấy hai con số này chúng ta cộng lại với nhau thôi. Rồi chúng ta chia 2 được không? Cộng lại rồi chia 2. Nào. Rồi mấy em tự cộng à, rồi thầy tại vì nó có số 2 này chứ không cộng thì thầy cũng cộng được á, nhưng mà rồi cộng lâu quá, mất công tốn kém thời gian. Thì bây giờ thầy bấm máy tính 254,55. Cộng cho 185,45 bằng chia cho 2 bằng là 220. Cộng hai số lại là chia 2. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh cho thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.